Rồi bây giờ hôm nay sẽ là phần thi thử thách giữa người cá và người ếch. Ở đây chúng ta có một người ếch nhỏ, tên gọi của cô ấy là Yeah. Và đây là người cá tên gì? Emily. Người cá tên gì? Noemi. Can you spell your name? Yes, Noemie. Yeah, rồi. Bây giờ Tion sẽ cho người ếch bơi trước nha. Được không? Rồi, mời người ếch bơi. Ai qua tới bờ bên kia trước là sẽ thắng. Người ếch bơi đi. Rồi, người ếch bơi gì vậy? Người ếch bơi vậy đó hả? Các bạn ơi, coi cái chân người ếch kìa. Rồi, tôi đếm nha. 1, 2, 3 là hai em người cá được quyền đua theo. 1, 2, 3, bắt đầu. Nhanh lên. Tiffany, người ếch, cố lên. Rồi, xin chúc mừng người cá Noemi đã về nhất. Người cá Emily về nhì. Người ếch thua rồi, cố gắng tập luyện nhé. Thi nữa không? Thi nữa không người ếch? Rồi, mời người ếch đi trước. Mấy em có biết câu chuyện rùa và thỏ không? Đúng rồi, mình là thỏ đúng không? Mình chấp rùa đi trước. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Cha, kỳ này người ếch nhanh này nha. Wow, kỳ này người ếch nhanh quá các bạn ơi. Xin chúc mừng người ếch đã chiến thắng sau nỗ lực đua cùng người cá. Người ếch dám thi nữa không? Chắc sợ rồi. Thi nữa không người ếch? Ôi, người ếch này liều dữ. Rồi, đây là lần thi cuối cùng nha. Lần này mà ai thắng là người đó thắng thiệt luôn á nha. Là thắng giỏi nhất của ngày hôm nay nha. Người ếch hay là người cá? 1, 2, 3, bắt đầu. Người ếch chạy đi. Người ếch nhảy đi người ếch. Chạy nhanh lên người ếch. Nhanh lên. Người ếch nhanh lên. Chạy nhanh lên. Kỳ này hai người cá cùng thắng một lúc luôn. Noemi và Emily cùng thắng người ếch luôn. 1, 2, 3, bắt đầu. Nhanh lên người ếch. Nhanh lên. Người ếch cố lên. Chạy luôn đi, chạy luôn đi. Cố hết sức luôn. Chà, người ếch chạy cũng không bằng người cá bơi nữa. Người cá Emily bơi nhanh quá vậy ta. Rồi, thể lực của người cá Emily rất là nhiều. Người cá Emily rất là mạnh. Còn người cá Noemi rất là dẻo dai. Còn người ếch rất là gì ta? Người ếch không biết rất là gì. Theo các bạn người ếch rất là gì ta? Rất là sung.